Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài 31, đó chính là lưu huỳnh, đúng không nào? Trong clip hôm nay, thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở ba cái hợp chất, đó chính là hydro sunfua, đó chính là H2S, đúng không nào? Lưu huỳnh dioxit là SO2, lưu huỳnh trioxit là SO3. Như vậy thì những cái hợp chất này ở trong trung học cơ sở, chương trình trung học cơ sở thì chúng ta cũng đã nắm, nhưng mà chỉ ở mức độ là sơ qua thôi, chúng ta không đi nghiên cứu kỹ về nó. Như vậy thì trong cái chương trình trung học phổ thông này thì chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ về ba hợp chất này, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần A, đó chính là hydro sunfua các em nhé. Ta đi sang phần A, đó chính là hydro sunfua. Như vậy thì ta đi sang phần một, tính chất vật lý. Các em biết rằng là ở trong chương trình trung học cơ sở thì thầy cũng đã dạy và đã giới thiệu các em là cái mùi trần thối các em, và nó cái khí này rất là độc, đó chính là H2S. H2S là một chất khí không màu, mùi trứng thối, và cái mùi khí này rất là thối em, và nó rất là độc. Các em thấy trong các cái trứng gà ung rồi em, gà mà nó ấp mà nó bị ung rồi em, nó không nở, khi chúng ta đọc cái trứng này ra thì thầy nói em nó rất là thối, và chúng ta đừng có nên ngửi cái mùi này rất là độc. Như vậy thì chỉ có 0,1% H2S có trong không khí đã gây nhiễm độc rất là mạnh. Khí H2S hơi nặng hơn không khí rất là nhiều, và nặng gấp là 1,17 lần, được chưa nào? Ở đây chúng ta dựa công thức tỷ khối để chúng ta tính, được chưa nào? Và nó có thể hóa lỏng ở nhiệt độ là âm 60 độ C và tan ít ở trong nước là ở 20 độ C và 1 A, thì khí H2S có thể có cái độ tan là 0,38 gam trong 100 gam nước, được chưa nào? Tan rất là ít, được chưa? Chúng ta đi sang phần 2, đó chính là cái tính chất hóa học. Như vậy thì các em biết rằng là H2S nó là một axit, nhưng mà cái axit của nó thể hiện rất là yếu em, rất là yếu. Như vậy thì hydro sunfua nó tan trong nước tạo thành dung dịch axit và rất là yếu. Nó được có tên gọi là axit sunfu hydride các em nhé, được chưa? Như vậy thì axit sunfu hydride tác dụng được của dung dịch ví dụ như là bazơ, nó không thể hiện cái tính chất axit nhưng mà rất là yếu em. Nó tạo nên hai loại muối, đó chính là muối trung hòa như là Na2S và muối axit ví dụ NaHS, được chưa nào? Nó chứa ion ở đây là HS trừ. Ok. Và đặc biệt H2S nó có tính khử rất là mạnh. Chúng ta đi sang phần 2 các em. Trong cái hợp chất H2S thì cái nguyên tố lưu huỳnh có số oxy hóa thấp nhất là âm 2. Như vậy thì khi tham gia phản ứng hóa học thì tùy vào cái điều kiện phản ứng mà cái nguyên tố lưu huỳnh có số oxy hóa âm 2 có thể oxy hóa lưu huỳnh tự do, ở đây là gì các em? Không, có số oxy hóa là không, hoặc là lưu huỳnh có số oxy hóa là dương 4 hoặc là dương 6, được chưa nào? Đó. Ok, ta đi sang trang 135 các em nhé. Người ta nói hydro sunfua có tính khử mạnh, nghĩa là dễ bị oxy hóa. Chúng ta lưu ý tại cái từ này, được chưa nào? Những phản ứng hóa học chứng minh này, ta thấy này. Trong những cái điều kiện bình thường á, cái dung dịch hydro sunfua tiếp xúc với oxy của không khí và dần trở thành vòng màu vàng đục em ạ, màu vàng. Như vậy H2S bị oxy hóa trở thành là cái số oxy hóa đây là không, được chưa nào? Đây, các em thấy ở đây là -2 mà về không, thấy chưa nào? Như vậy thì ở đây nó bị oxy hóa bởi oxy. Như vậy H2S cộng oxy tạo thành nước cộng với lưu huỳnh. Được chưa? Chúng ta lưu ý những cái phản ứng này, chúng ta ghi vào trong vở các em nhé. Đặc biệt khi đốt hydro sunfua trong không khí thì H2S này nó sẽ cháy, nhớ này, với ngọn lửa ở đây là màu xanh nhạt các em nhé, và H2S bị oxy hóa thành SO2. Đó. Khi chúng ta nhiệt độ mà đốt cháy, các em thấy giữa hai phản ứng này, cái sản phẩm ở đây nó là lưu huỳnh, nhưng sản phẩm ở đây là lưu huỳnh có oxy hóa là dương 4 này, là SO2. Các em nhé. Đó. Và nhớ cái ngọn lửa của nó là màu xanh nhạt nha. Được chưa? Về cái trạng thái tự nhiên và điều chế thì ở trong tự nhiên á, hydro sunfua có ở trong một vài suối nước, nước suối này, ở trong khí núi lửa này, bốc ra từ xác chết của người và động vật. Cái này rất là nhiều nha. Đây mùi thối rất là nhiều ha. Đặc biệt con người chúng ta thì thôi, khỏi nói, phải chôn sâu, chứ không chôn sâu thì rất là thối, và cái khí HFS này rất là nhiều, được chưa nào?
Còn trong công nghiệp thì người ta sản xuất khí, người ta không có sản xuất em nhé, không sản xuất, mà ở đây người ta chỉ sản xuất ở trong phòng thí nghiệm thôi em, và điều chế bằng cách cho sắt sulfur tác dụng với axit chlorhydride để tạo thành hydro sulfur ở đây trên này. Ok, như vậy thầy đã giới thiệu xong cho em ở H2S hydro sulfur đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần B, đó chính là lưu huỳnh dioxit kem nhé. Ta đi sang phần B, đó chính là lưu huỳnh dioxit kem. Một tính chất vật lý, em ghi thầy câu này vào. Lưu huỳnh dioxit nghĩa là khí sulfuro mà chúng ta đã gặp ở trong chương trình trung học cơ sở rất là nhiều, là chất khí không màu này, mùi hắc, nặng hơn không khí em nhé. Và có cái tỷ khối hơi ở đây là 64 chia 29 là nó nặng hơn là 2,2 lần ở nè. Nó hóa lỏng ở âm 10 độ C, tan nhiều trong nước. Ở 20 độ C, một thể tích nước có thể hòa tan được là 40 thể tích khí SO2. Nhưng mà nó hòa tan trong nước rất là nhiều. Thế nào? Như vậy thì cái lưu huỳnh dioxit này làm khí độc. Nha. Hít thở phải không khí, có khí này sẽ gây viêm đường hô hấp. Như vậy thì ta thấy cái lưu huỳnh dioxit này là khí rất là độc. Được chưa nào? Nên là chúng ta cần phải đeo khẩu trang này nọ khi làm việc ở trong cái môi trường có nhiều khí lưu huỳnh dioxit kem nhé. Ok, ta đi sang trang 136 nhé. Ta đi sang phần hai là mẹ kem, đó chính là cái tính chất hóa học. Như vậy thì lưu huỳnh dioxit là một cái oxit axit nên nó thể hiện đầy đủ các cái tính chất hóa học của oxit axit mà chúng ta được học ở trong chương trình lớp 9. Chắc chắn nó sẽ tác dụng với nước để tạo thành axit, và đây là cái phản ứng hai chiều kem, tại vì axit carbonic, thầy nói axit sulfuric này thì nó là một axit rất là yếu nên nó có thể phân hủy ngay. Khi nó tạo thành H2S rồi thì nó sẽ H2SO3 thì nó sẽ phân hủy để tạo thành SO2 cộng nước ngay. Nên là đây cái phản ứng này là hai chiều. Hả nào? Như vậy thì axit sulfuro là một axit yếu thì nó mạnh hơn axit sulfuric và axit carbonic đó chính là H2CO3 nè. Được chưa nào? Và không bền. Ngay trong dung dịch này thì nó sẽ phân hủy ngay giống như nãy thầy nói. Như vậy thì SO2 này nó cũng tác dụng với gì, với bazơ để tạo thành hai muối, ở đây tạo thành muối trung hòa là Na2SO3 hoặc là muối axit đó chính là NaHSO3, natri hiro sung gì đây em, sulfur đúng không? Cái gốc này đọc là sulfit này em. Khi mà muối thì ở đây là người ta đọc là sulfit, còn trong axit người ta đọc là cái gốc này là furơ em nhé, nha, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chính là nó trước cái ion là SO3 hai trừ, đọc là ion sulfit em nhé, được chưa? Và thầy nói luôn là cái dạng bài tập á, mà SO2 mà cộng với NaOH á, mà để nó tạo thành cái muối, một là muối trung hòa, hai là muối axit á, thì nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ số mol của SO2 và NaOH. Thì cái này khi mà gặp dạng bài tập thì thầy sẽ nói chuyên sâu về cái dạng này sau, được chưa nào? Đó, chúng ta đi sang phần thứ hai thì lưu huỳnh dioxit là chất khử và là chất oxy hóa. Như vậy thì lưu huỳnh dioxit là chất khử, chất khử thì ở đây chúng ta thấy nó thể hiện này. Khi mà người ta dẫn cái khí SO2 vào cái dung dịch brom có màu vàng nâu nhạt thì dung dịch brom như nào các em? Nó khử đây là mất màu, từ brom là có màu vàng nâu nhạt thì nó khử đây là bị mất màu. Như vậy thì SO2 cộng brom 2 cộng với nước tạo thành ở đây hai axit anh em, thấy chưa nào? Nó khử brom mất màu ngay, thấy chưa nào? Và một cái nữa là gì? Lưu huỳnh dioxit là chất oxy hóa. Nghĩa là khi chúng ta dẫn SO2 này vào cái dung dịch axit sulfuric thì dung dịch bị vẫn đục màu vàng. Đây, màu vàng ở đây đó chính là gì? Anh lưu huỳnh này này, okay. Vẫn đục màu vàng đó chính là lưu huỳnh này. Và cái này nó cũng là để giúp cho chúng ta nhận biết được là khí SO2 hoặc là H2S dựa vào trong cái phương trình này. Được chưa nào? Như vậy thì SO2 ở đây nó đã thành gì? Nó đã oxy hóa H2S này thành thành lưu huỳnh ở đây. Và lưu huỳnh này có màu, màu được màu vàng là chính là cái lưu huỳnh này, này. Được chưa?
Rồi chúng ta sẽ đi sang phần 3, đó chính là ứng dụng và điều chế lưu huỳnh dioxit các em. Một, ứng dụng. Như vậy thì các em thấy là lưu huỳnh dioxit được dùng để sản xuất axit sulfuric trong công nghiệp, làm chất tẩy trắng giấy này, bột giấy và chất chống nấm mốc lương thực hoặc là thực phẩm, được chưa nào? Về điều chế lưu huỳnh dioxit thì ở đây cũng là trong thí nghiệm và trong công nghiệp nha. Thì trong phòng thí nghiệm thì SO2 được điều chế bằng cách đun nóng với dung dịch H2SO4 với khí muối Na2SO3. Các em, cái sản phẩm và cái sơ đồ trong cái phòng thí nghiệm này như thế này. Thế nào? Cái phương trình phản ứng đó các em. Còn trong công nghiệp thì người ta sản xuất bằng cách đốt lưu huỳnh hoặc là quặng pyrit các em. Nhớ đây, quặng pyrit, cái phản ứng này là phản ứng quặng pyrit mà chúng ta đã được tiếp xúc ở trong cái chương trình nâng cao của hóa lớp 9, được chưa nào? Ta nhớ lại cái hệ số là 41 28 cho các em nhé. Các em này hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần C, đó chính là lưu huỳnh trioxit, nghĩa là SO3 các em nhé. Phần này về tính chất chúng ta ghi câu này vào giùm thầy. Lưu huỳnh trioxit SO3 là chất lỏng không màu và cái nhiệt độ nóng chảy của nó đó chính là 17 độ C. Được chưa nào? Tan vô hạn trong nước và trong axit sulfuric. Ok. Như vậy thì lưu huỳnh trioxit nó là một cái oxit axit nên khi anh tác dụng với nước thì tạo thành axit. Được chưa nào? Tạo thành axit sulfuric. Như vậy thì lưu huỳnh trioxit nó tác dụng với dung dịch bazơ và oxit bazơ tạo thành muối sulfat. Được chưa nào? Đó. Ok. Về phần hai là mã đó chính là ứng dụng và sản xuất em nhé. Như vậy thì lưu huỳnh trioxit ít có ứng dụng thực tế nhưng lại là sản phẩm trung gian để sản xuất axit sulfuric. Trong công nghiệp người ta sản xuất lưu huỳnh trioxit bằng cách oxy hóa lưu huỳnh dioxit. Nha. Cái phần này chúng ta sang xem ở trang 142 ở phía bên đây, được chưa nào? Về phần bài tập thì ở đây người ta cho các em là 4 bài các em. Như vậy 4 bài ở đây người ta gọi là phần lý thuyết, còn ở phần bên đây là phần bài tập nhiều nè các em. Như vậy thầy sẽ làm cho các em 4 bài phần lý thuyết này trong clip này. Còn từ bài 5, bài số 10 thầy sẽ làm ở clip sau. Các em đồng ý không nào? Ok nha. Rồi chúng ta đi sang phần bài tập 1 các em. Lưu huỳnh dioxit có thể tham gia vào những phản ứng sau. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là hai phản ứng này chúng ta đã biết ở bên phần lý thuyết rồi đúng không nào? Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong phản ứng trên? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, câu A, phản 1 SO2 là chất khử, brom 2 là chất oxy hóa. Như vậy đúng hay sai nào? Phản ứng 1 các em thấy là SO2 là chất khử, mình đây là cộng 4 cộng 6 rồi, brom đây 0, brom trừ 1 đúng rồi này. Phản 2 là SO2 là chất oxy hóa, H2S là chất khử, đúng rồi. Phản ứng câu C, phản ứng 2 là SO2 là chất khử, vừa là chất oxy hóa. Phản 1. Như vậy thì ở đây các em thấy là cái câu mà diễn tả không đúng đó chính là gì các em? Đó chính là cái câu C này. Câu C các em. Được chưa nào? Đó. Ta đi sang phần 2 các em. Hãy ghép cặp tính chất, cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp. Chất ở đây người ta cho là từ A cho tới D, tính chất của chất này. Như vậy thì ở đây các em thấy là A, lưu huỳnh có tính oxy hóa, có tính khử, có tính oxy hóa, tính khử. Chất khí có tính oxy hóa và tính khử, không có tính oxy hóa cũng như không có tính khử. Như vậy đáp án A, lưu huỳnh thì nó sẽ nói với gì các em? A thì đó chính là nói với C, nghĩa là nó vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử các em nhé. B, SO2, SO2 thì là gì các em? Tiếp tục các em, B là SO2, SO2 chứng tỏ ở đây sẽ là câu gì các em? Như vậy nó chính là chất khí có tính oxy hóa và chất khử, như vậy thì đây chính là câu D này. C, H2S thì nó chỉ có tính gì các em?
nó chỉ có tính khử thôi, chứng tỏ là C này là với B. Và D là H2SO4 thì nó chỉ có tính oxy hóa, như vậy đây chính là câu A. Chưa? Chưa? Chúng ta sẽ đi sang bài số 3 nhé. Cho phản ứng học H2S cộng clo cộng với nước tạo thành H2SO4 cộng với HCl. Câu nào diễn tả đúng với tính chất các chất phản ứng? A, ở đây là H2S là chất oxy hóa, clo là chất khử. Chất khử, nước là chất oxy hóa. Clo là chất oxy hóa, nước là chất khử. Clo là chất oxy hóa, là chất khử. Như vậy thì ở đây các em xem này. Clo ở đây là 0 này. Ở đây về -1 này các em. Có đúng chưa nào? Còn lưu huỳnh ở đây là D trừ hydro ở đây là +1 thì chứng tỏ đây là -2 thì đây sẽ là +6 này. Các em thấy clo mà từ 0 mà về -1 chứng tỏ nó sẽ là chất gì? Nó nhận một y, nó là chất oxy hóa. Còn lưu huỳnh là từ -2 mà về +6 thì nó đây chính là chất gì? Chất khử nè các em. Là -4y. Đúng chưa nào? Như vậy thì thể hiện đúng ở đây á, nó chính là câu gì các em? Đó chính là đáp án D. Nha. Clo là chất oxy hóa, còn H2S là chất khử. Được chưa? Nó chỉ có thể A hoặc hoặc D thôi. Chứ nước ở đây thì không không thể rồi. Không. Loại ngay từ câu B câu C rồi. Ok. Được chưa nào? Như vậy thì chắc có lẽ trong clip này thầy sẽ quay tới bài số 3 thôi em. Còn bắt đầu từ bài số 4 thì thầy sẽ quay cho các em sau các em nhé. Ok. Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo. Nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy các em nhé. Bye bye các em.